Đấy nào. Em chào các bạn nhé. Các bạn biết em đang làm gì không ạ? Em lại đang ở trong rừng rồi. Và em đang ngồi ở dưới đất đấy các bạn. Em đang ngồi ở dưới đất. Vừa mới vào đến rừng mà người em đã bẩn hết rồi đây. Đấy, người em đã bẩn hết rồi. Các bạn biết tại sao không ạ? Tại vì hôm nay em đào một cái củ. Một cái củ. Củ thuốc về để nấu cao. Thực ra thì mục đích của em thì hôm nay vẫn không phải là em vẫn chưa có ý định là đào cây củ này đâu các bạn ạ. Nhưng mà khi em hôm nay em vào rừng thì hôm nay em vào đến đây thì thật sự luôn nói thật với các bạn là rất là tiếc là ở đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Ngoài kia sáng sáng thì họ đã phát hết rồi. Họ phát hết cái chỗ đồi này, họ phát hết rồi. Mới có mấy ngày em không vào thôi mà họ đã phát đi rồi. Các bạn biết đây, đây. Các bạn nhìn họ phát để trồng cái gì không? Đấy này. Đó kìa. Họ phát đi để trồng cây hồi kìa. Thực ra thì em cũng đã nói đợt trước, em cũng đã nói với các bạn rồi phải không? Rừng thì bây giờ không bị cấm, là không bị, không được chặt phá nữa, không được trồng cây gì nữa, phải để rừng nguyên sinh rồi. Thế nhưng mà ở đây họ tinh vi lắm, thật sự luôn. Nói chung là bây giờ nếu mà em nói to ấy, thì họ phát ở bên kia họ nghe thấy thì sẽ không hay, nhưng mà gia đình này thật sự rất là tinh vi luôn. Họ sẽ về trồng khi mà họ trồng lúc mà cái rừng còn già này, họ sẽ đây, ví dụ như cây họ trồng cây hồi vào đấy, sau đó họ phát dần các bạn ạ. Cây hồi lớn thì họ phát dần, đến khi khoảng 5 năm nữa cây hồi lớn thì họ sẽ phát đi thì lúc đấy kiểm lâm có phát hiện ra thì cũng không xử lý được, bởi vì họ bảo họ trong quá trình lâu rồi. Nào, đi đấy nhá, lít ô con này, thì họ sẽ bảo là họ trồng trong quá trình lâu rồi thì bây giờ họ mới phát ra thì không làm gì được, nhưng mà họ tinh vi lắm. Bây giờ họ mới trồng thôi nhá các bạn nhỉ, vừa mới chặt này. Và đương nhiên là họ chặt như thế thì chặt hết những cây thuốc rồi đúng không ạ? Còn em thì hôm nay em vào đây thì em sẽ tận dụng hết. Đây, em vừa lấy được một cây gắm này. Cây gắm này, nó bé này nhá. Cây gắm bé như này lấy ra phải để lại đúng không? Nhưng mà họ chặt rồi thì... Mà rất tiếc là em chỉ được một đoạn kia. Đấy, em chỉ được một đoạn kia bởi vì là nó leo lên trên này em không lấy được. Còn bây giờ em ngồi đây và em chia sẻ cho các bạn là không phải cây gắm đâu. Là một cây thuốc mà em chưa chia sẻ với các bạn. Hầu như là em chưa chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên rất tiếc là bây giờ em không thấy lá, em không lấy lá cho nó của nó cho các bạn xem được, bởi vì lá nó ở trên cây kia em không kéo giữ được, nhưng em sẽ quay cho các bạn xem củ. Nào, lích cho nhá. Ô lích. Ô con này, hai con này. Hai cái bạn này là đi theo em thì chắc là đi tận dưới kia lên bệt đây nào. Đây. Các bạn nào biết là củ gì không ạ? Đây, củ gì đây ạ? Đây nhá, lấy ra sáng cho các bạn là bởi vì hơi tối, còn sớm trời sáng sớm hơi tối. Còn sớm nhưng mà em thì lại bắt đầu lăn lê bò toài rồi các bạn ạ. Em lại bắt đầu bò dưới đất bẩn hết rồi. Đây, cây củ gì bạn biết không? Đây ạ, củ này ạ. Thế nhá, em cái gốc của nó đây nhá. Để em sẽ kéo lấy cho các bạn xem đây này. Đây. Giấy cái đất nó rất là tốt, lấy rất là thích các bạn ạ. Đây. Đây này. Đây. Đây. Nhưng mà kiểu cái tay này thì cầm cái tay này em bỏ bao tay ra rồi cho nên là nó hơi muối hơi đốt hơi nhiều. Ê, các bạn biết củ gì không ạ? Củ này là củ gì các bạn biết không? Đây là củ bách bộ nhá các bạn nhá. Đây là củ bách bộ. Thực ra thì em cũng chưa có ý định là lấy củ bách bộ bây giờ đâu. Bởi vì là còn nhiều cái em phải làm để củ bách bộ ấy thì không. Củ bách bộ thì rất là nhiều người thì em thấy là không phải là nhiều người đâu. Em thấy một số cái video họ quay ở trên mạng thì họ bảo là lấy về là cái sâm về ngâm, nhưng mà cái này không phải là cái sâm đâu nhá, cái sâm về ngâm được đâu nhá các bạn nhá. Đây là củ bách bộ. Củ bách bộ này thì muốn sử dụng nó thì không sử dụng tươi được. Cái này, cái củ bách bộ này là phải mang về phơi khô, sấy khô, tách cái lõi của nó đi thì mới sử dụng trong những cái bài thuốc mà cũng bồi bổ cơ thể này, đau bụng này nhá. Tuy nhiên bài thuốc của em ấy, bài thuốc của em dùng ấy thì em không thì em không dùng tươi hoặc là cũng không dùng khô, mà bài thuốc của em ấy thì em sẽ mang về em nấu cao, em kết hợp với cây hàn và một số vị thuốc khác về phổi, ví dụ như là cây một lá. Tuy nhiên là cây một lá bây giờ em chưa có đâu nhá. Về chứa về hầu họng và phổi. Cái này nhá, cái này kết hợp với lại cây nấu cao thôi các bạn ạ. Nấu cao thôi.
kết hợp với lại cây han tía, han đỏ mà ở trong núi núi đá ấy. Han, cái han mà nó đốt người rất là ngứa ấy, là cây bách bộ này, kết hợp với cây đấy này, cây một lá này, và một số vị thuốc cho cái phổi ấy, thì đun lên nấu cao, nấu thành cao đặc hoặc là cao lỏng thì chữa bệnh phổi, bệnh ho, bệnh ho lao ấy, bệnh phổi, bệnh lao ấy, bệnh những cái bệnh ho khan, ho khò khè, bệnh hen suyễn do cổ họng ấy thì là chuẩn luôn, là loại phát một luôn các bạn ạ, là loại xịn luôn. Riêng cái cây bạch bộ này nhá, cây bạch bộ này thì Trung Quốc nó thu mua rất là nhiều các bạn ạ, Trung Quốc nó thu mua rất là nhiều. Hiện tại bây giờ còn có như thế này thì nó hiếm rồi, nhưng mà em cũng không để được rồi. Nếu mà bây giờ mà em không, bây giờ em không khai thác thì họ cũng sẽ làm gì nhỉ các bạn nhỉ, họ cũng sẽ chặt hết thôi, rừng rừng của họ mà, bây giờ họ sẽ chặt hết và mình sẽ không có nữa, vậy nên là em sẽ phải khai thác nó. Rất là may mắn cái đồi này nó đất nó là rất là tơi, lấy rất là thích các bạn ạ. Đây đây gọn bằng này, chỉ cần bới bới thế này thôi, em vẫn một tay cầm điện thoại đấy, một tay cầm điện thoại, một tay nhổ lấy củ của nó được mà. Đây quay cho các bạn xem được mà, đây đây cái bộ đây. Thì em thì bắt đầu từ hôm nay em sẽ bắt đầu lấy bách bộ, lấy quả bách bộ. Tuy nhiên là ôi, nó bị gãy rồi. Tuy nhiên là em chưa nấu được bây giờ đâu các bạn nhé. Cái cao bách bộ ấy thì em chưa nấu được, cao mà để chữa bệnh phổi ấy, chữa bệnh phổi ấy, liên quan đến phổi ấy, thì cái này thì mang về thì nấu cao lên hoặc là thành cao lỏng như mỗi lần em nấu cao ấy. Nhưng mà em vẫn thích nấu cao lỏng hơn, chắc là em sẽ nấu cao lỏng chứ em không nấu cao đặc, bởi vì cao đặc thì các bạn mỗi lần các bạn dùng thì nó khó khăn lắm. Cao lỏng thì các bạn chỉ việc các bạn pha thôi, nhưng mà cái này thì mang về thì nó thành cao lỏng, và các bạn pha với mật ong nhé. Các bạn pha với mật ong thì những cái bệnh ho này, bệnh khò khè này, hen suyễn này, viêm phổi này thì các bạn chữa được những cái bệnh đấy lý đấy nhá. Nó là một cái thuốc tốt đấy, một vị thuốc rất là quý đấy, không phải là vị thuốc bình thường đâu, bởi vì các bạn biết là cái Trung Quốc nó thu mua rất là nhiều, Trung Quốc nó thu mua rất là nhiều cái cây này. Đợt trước ấy, nó mua, họ mua cân khô mấy chục nghìn cơ, cân khô mấy hơn trăm nghìn cơ, nhưng mà hiện tại bây giờ thì họ, bây giờ thì dịch giá thì không nói, không mua rồi, nhưng mà ở trước là như thế. Cái đồi này thực ra thì em thấy có khá nhiều bách bộ, cho nên là em sợ họ khai thác hết, nên là từ hôm nay trở đi thì em sẽ thấy cái nào em lấy cái đấy, cái vào cái rừng này thấy cái nào em sẽ lấy cái đấy, để khi mà họ họ phát đi rồi thì mình không bị không tiếc nữa các bạn ạ, không phí nữa. Cái bách bộ thì em không quay lá cho các bạn xem được, nhưng mà các bạn muốn xem lá của nó thì các bạn có thể vào, nhiều mà, người ta quảng cáo rầm rộ ở trên mạng. Bây giờ em thấy ở trên mạng ấy, họ không phải là thầy thuốc nhưng họ vẫn bán cây thuốc này, họ không phải thầy thuốc họ vẫn bán cây thuốc đây, với lại họ mà biết biết một cây thuốc nào đấy thì họ còn chưa hiểu về dược tính hoặc là sử dụng như nào thì họ đã đăng lên là mờ mờ, thì các bạn có thể vào, các bạn có để xem cây lá của các bách bộ như nào nhé. Còn củ bách bộ thì nó như này, hiện tại thì em chỉ ngồi đây và em chỉ quay cho các bạn như thế này thôi, bởi vì là các bạn nhìn thấy này, cái chỗ em ở nó cũng khá khó khăn đây, có không không đứng lên được, và em được cây cắm kia thì chút nữa thì em sẽ vòng vòng qua những cái chỗ mà họ khai thác này, thì em sẽ có cây nào thì em lấy cây đấy các bạn ạ. Ví dụ như cây cắm em cũng lấy này, lấy về em sẽ phơi lên, thì để lúc nào em nấu cao em nấu này. Cây sói rừng em cũng lấy này, đấy này em được một cây sói rừng tía tía thì em lấy hết. Đây kia một cây sói rừng trắng nữa, nói chung là em thấy cây thuốc nào em sẽ lấy hết. Đây cái dây bách bộ lúc nãy em nhìn thấy này, lúc nãy em chặt cây cắm em mới nhìn thấy cái bách bộ đó nhá. Đây đây cái dây bách bộ này, nó bé tí thế này đấy, nó bé tí thế này mà nó rất là nhiều củ, bởi vì là nó bé tí nhưng nó rất nhiều củ, bởi vì nó đất là tốt đấy các bạn. Đây còn mấy củ này thì nữa thì em phải cất điện thoại đi em mới đào được, còn bây giờ em không kéo được thì em đào lốt đây. Cái này thì mau phải rửa sạch đi, phơi khô đi. Còn nếu mà các bạn muốn dùng thì các bạn chú ý vẫn phải cấy lõi của nó, phải bỏ cái lõi của nó ra. Nó như là cây nó như cây ba kích ấy, là các bạn vẫn phải bỏ lõi của nó ra. Các bạn có thể, nếu mà bỏ lõi của nó cũng đơn giản mà các bạn. Các bạn có thể là đồ nó lên để nó mềm không, các bạn rút cái lõi của nó ra. Nhưng mà cái đấy thì em chưa sử dụng bao giờ đâu nha các bạn nhé. Em không khuyên các bạn là đi lấy củ bách bộ về dùng tươi hoặc là phơi khô để dùng đâu. Em chỉ đang chia sẻ với các bạn thôi. Còn cách sử dụng của em thì vẫn là nấu thành cao kết hợp với lại cái thuốc khác để nấu thành cao để chữa bệnh về hô hấp, bệnh phổi, bệnh lao nhá.
còn không em không em không dùng tươi. Cái này em chưa dùng tươi bao giờ, nói thật với các bạn là em chưa dùng tươi bao giờ. Từ trước tới giờ thì em cũng ngày xưa thì em cũng đi bán cho Trung Quốc, lấy về còn bé thì lúc còn nhỏ thì nhiều lắm thì mang đi bán, mang đi bán thì để kiếm tiền thôi. Chứ còn thực tế thì em không không dùng tươi bao giờ, cho nên em không khuyên các bạn dùng tươi, em chỉ bảo là nấu cao thôi. Nhưng mà giới thiệu cho các bạn một cây thuốc nó cũng quý, bởi vì là cây này thì nó cái bách bộ này nó quý mà, nhưng mà lại phải nấu lên các bạn ạ, phải nấu lên thì mới sử dụng được. Nấu cao lên mang về rửa sạch đây, các bạn nhìn thấy nó đẹp không, đẹp nhá. Vậy thôi em chào các bạn, em đào nốt xong chút em chui ra đây này, các bạn thấy chưa, phải chui ra đường này này đấy, bên kia họ phát sạch sẽ hết rồi. Bây giờ em vào, em về sớm quá, sớm quá thì chưa thấy người nhà của họ thôi, nhưng mà chắc một lúc nữa thì họ sẽ vào. Nói thật với các bạn là cái nhà này họ chịu khó lắm, mà họ chịu khó mà họ cũng ngang lắm, không ai bảo được cả luôn, không bảo được, họ thích thì họ làm, không bảo được đâu các bạn ạ. Bao nhiêu vụ bị lập biên bản các kiểu rồi nhưng mà họ vẫn làm hết đấy, chặt hết đồi các kiểu ở trong rừng này là không được chặt rồi, họ vẫn chặt hết nhiều khi. Cho nên là mình cứ thấy cây thuốc là mình phải đi lấy thôi các bạn nhỉ. Mình cứ thấy cây thuốc là mình lấy về để mình sử dụng thôi. Bây giờ thì em sẽ đi tìm thấy cây nào là em đào cái đấy, mang về là cứ để đấy trước đã, lúc nào nấu thì nấu sau, cứ mang về nhà mình là sử dụng là được rồi, là yên tâm rồi. Chào các bạn nhé.